Facebook đó mà tốn này lùi giá rồi lên tôi Facebook mà lên lùi lại tay mình xíu khu nào mà mình nên biết là đi bông lên xuống là bắp lên phần bế bảo về cái lấy bông lên rồi bắp lên phần bế trên bế bảo share bế bảo ấy là mình biết hòa tôi Facebook của tôi tay mình xíu tôi lâu cái xa tôi về tôi phong tốn này Facebook chị ấy tôi cha tôi tay mình chị ấy khá giá tôi ở đây tôi mà nhiều ông bà nhà má rồi thì xem đi anh ấy video đi trên lại cái video tôi khu xem mấy em vừa ông bà comment này tham mà đi điều về gì chị thay này thì thằng mà làm được thì tụi mình chịu vào nó, mình chịu rồi, khéo rồi bây giờ rồi, tụi tụi mình chịu rồi, tụi áo cũ tụi mình nhả rồi vào nó, bây giờ là cô rồi, mình rồi mình nó nên tiếp theo, tham ấy, khéo rồi xóa bây giờ hả, ba má ở đây mình xịt vào, ba má ở mình xịt vào, khéo bây giờ hả để cái mình xịt, khéo giờ chết đẹp vậy gì là gì giờ là nhả này, alo, mà cao gì là được cứu chỉnh thì mình xịt, tụi áo xe li phe này à, tụi lối xe li, cô áo bây giờ alo, cô áo bây giờ rồi, alo hồ tu chẳng khi lấy chẳng cố bố chế đó à, sao mới lấy xin thế này, cho nó dễ trả mà nó, tu hiện chế đáp ấy, hiện đây à, ấy là mới rồi về xin, nó bây giờ là cho nhà solution này, tu hả là đấy, không chỉ covid mà solution, tu tu sản tu xả này à, cô đấy à, tao vừa mới biết tu xin ấy, à, cho nhà đi là đấy, ấy là nó, khi lấy bây giờ cho nhà đi sắp nhà cho nhà đi, ấy là nhà ấy về tu online tiền bê bù đấy, cứ rồi lấy để trả hà đi lấy phụ, cho hà covid xin được nào số quá được mà nó. À, tu hà thì solution là, tu là agency đi à, số pure trả, à má đấy, ở bên đó, ờ stretch ra tu à thì clip sell đi bọn nó, alo clip blog alo nhiều là blog form này bọn, alo nhiều, anh ấy sinh viên ra khai cái clip đi học trên đi à, oh hả lão, ê vẫn tao bảo đấy, alo bọn nó, lâu lâu blog blog tu à, blog nhiều tiền bì ra bọn nó, qua là mất tiền lấy cô clip hà rồi, oh blog mình thắp một hai clip này rồi, oh y y bị lại đào về bọn nó, alo nhiều mất tiền để khai giá tu à tiền tiền bì ra bọn nó, alo nhiều, à mà lại không mà clip mình chỉ đào rồi, tu à mình nhá, tiền bì lấy lại à rồi, tiền tiền à rồi, alo nhiều trên đi à rồi. Chú hà đi chơi, em thấy cái brand này mình làm nhà bà đấy, cũng soi em tu bọn nó chú sắp già rồi, nào bà làm gì nhà bên trong nhà là nào, lát sau này soi lại xem bây giờ tu đi, lo online shopping đi à, về phía phía, tu xa đấy mua đi, xa tàu đi à, xa mà mua về à, lát sau này soi lại yên là già, soi lại nhiều product đều biến chỉ mới solution đó, ô, tê cha rồi chỉ à mà bọn nó, đam mê, cũng chạy thì tu là đấy product. Hà đi cho nhà vô là hà đi, tụi mình không có quality cao nên hà đi mua về mà nó lại khác biệt là, mà không nói chuyện giờ là clip thì giờ là lấy quality cao mà quality mà cao nên hà mà rồi cho nhà bây lại nói chuyện để chắc clip mình là lấy, ô, rất là nhiều tao mày lấy, ô, cô đi tốn luôn lại tốn nên số clip mình rồi cho anh ấy xem mà nó, anh ấy cho chồng một tia lấy rồi chi về bài, khu cho nhà bây để tham sát tao rồi mà bài đi, anh cho chồng một nét to đi à bọn nó, làm cái thay bao rồi bảo được cái cao nên hà đi về cho nhà bây biết đâu, sao thế này vì tụi sản tụi xa xa này à, tụi nó mua hộ tụi xa này à, tụi nó bắt đầu ấy là bọn nó xuất xuất luôn page mà ha ha bị làm nhiều, bao nhiêu solution bọn nó, ấy là nhiều lì lì sensitive chết đấy, na bây giờ khu tụi cha nó tay mình xí bảo, tụi tụi cái chết đấy khi này tụi bên nhà này khá già rồi, ấy là nhiều số đó, đi cả ấy là bảo vậy, đi lâu thời gian nó tụi à là bọn nó khâu nào, khu số nó đi lâu thời gian khâu này cả trên này ấy là nhiều lắm chết đấy. Làm việc làm việc, đam mê tay nghề đi rồi, anh nghề đi rồi, mà lúc đó mình nhà đi vào, tôi mà tốn nghề làm solution đó thì mua chỗ đi bài sát tham này bọn nó, làm việc để cha bé trang tham này, bé trang tham này, sau đó khu đấy là mà rồi lên chuối chè này bị bỏ, sinh ra này bị bỏ, nào ngán thì lao động của bọn nó, nào ngán thì một lý thì lao động của bọn, sau đó hồ account trong đó mi ba là lục bị mà về mi ba số cái mi ba sẽ là bị số cái đấy hoa, ta tôi mi tụi account trong này về mi ba này sẽ xịt trên nhà rồi. Cô ấy là cô ta này là cao su phi nhau lúc bên bạn bố bên mẹ, em ấy tu mà ba là tao cả lên siêu mà bọn nó, mà ô tu đi xiao với phi nhà mẹ rồi, tiệm là hồ luôn rồi, sa yến đó mẹ, tao hồ ba má phát su bà ria mẹ rồi, mà lúc tay tôi nó mới yếu, mà lúc giờ tu mà lúc ba làm lên mới tiêu, mà cô này lên phi nhà ấy mà yến đó này tu mà học phu, rồi phi đó là phi nhà đó là mới ra giờ mới là mà học phu rồi, tu đi luôn rồi. Bà lão thì bà làm, tu bà làm, ông mà tu nuôi bên nhà bà làm, mà nuôi bên nhà bà bố, bây giờ vào đây nhà bà, bây giờ bà muốn mẹ con nó, alo tu, con luôn nó mà tiền mấy mà vậy, sáng nay lại mà tiền mấy mà vậy, tu piano lại mà tiền mấy mà vậy, guitar rồi lại tiền mấy mà vậy, trang sao rồi lại mà, chuyên chỉ hàng tu trang sao rồi lại cô ta này nghe hàng này bà bố bị tiền mấy mà, ấy cái mà tu sao chỉ mà con nó, tu ở bên bên mà á ta, tu á ta này bà bố cố vô, mà rồi, mì lão mèo bị mà con, nó phải nhìn thấy mì lão luôn. Xin xin nào hà lại bọn nó, giờ gái là cùng nhau luôn nhà bọn nó, cả mẹ lại má rồi, alo, nó thay đồ chú bố sẽ cùng chị, alo, anh luôn à, phụ tử mi lê rồi, vay chín này giờ, thu tiêu thế về, còn chết đồ, anh đâu mới ra người nó nay ao dùng mẹ luôn sinh người nào, người nó nay ao mi dùng này nào, tay ao đấy rồi đồ bà mi rồi,
à cao hơn thì bọn nó là nhiều khi cả lại một chút rồi này khá giả tôi là cao cao lên lớp bên trên này cao cao phía dưới phía thằng bên trên này đa số mọi người đi đầu tiên học bây giờ mình nó xong thế này nào mà